Rồi. Ừ. Thấy không? Ủa sao lại 7 người hả? Hôm nay mình làm bài cái bệnh lý van hai lá ha. Xem tim cho bệnh lý van hai lá. Này là nói chung là bài van hai lá là gặp thường với bất thường. Thì mình có hai cái là mình thường gặp nhất là thở van với hẹp van hai lá. Thì về cơ bản thì mình chỉ đến, biết được cái hẹp van với hở van là được rồi. Alo. Trời ơi, lâu mất tiêu rồi. Mất lâu. Dịch chung cái đó mày. Cái đó hỏi mọi người biết đó. Chỉ được việc chung thôi. Rồi được rồi, để cái gì tao tìm nó với em. Rồi luôn. Rồi. Đây bây giờ mình sẽ nhìn cái giải phẫu của cái lá van hai lá ha. Đây là cái mặt cắt cái giải phẫu của lá van hai lá thì bình thường mình sẽ có đây. Đây là cái lá trước và đây là cái lá sau. Còn cái xung quanh cái dòng này gọi là cái vòng van hai lá. Ha. Thì vòng van hai lá còn ở đây là hai cái cột cơ của van hai lá. Còn đây là cái gì cắt dây chằng. Ha. Thì sau này nó sẽ thở van hai lá rất nhiều cơ chế. Ví dụ đó, thì mình nắm cái giải phẫu này mình sẽ biết mép van ha, đây là những cái mép van, vòng van ha, vòng van ở ngoài này nè, dây chằng ha, cột cơ. Mấy anh chị nhiều khi mình thấy cho xem tim gì nhưng mà ra là rất là nhiều cái chi tiết phức tạp chứ không phải là một cái ha. Thì đây cái mà mình cắt ngang van hai lá mình sẽ có, đây là cái lá trước nè và đây là lá sau ha. Lá trước thì mình chia ra từng cái đoạn là A1, A2, A3. Lá sau thì B1, B2, B3. Tại vì sau này mình sẽ có hở van hai lá, ví dụ mình biết cơ chế, ví dụ hở tiếp 2A2 là lúc đó là nó hở ngay trong cái chỗ vị trí này ha, của van hai lá. Đó, mình sẽ biết ha. Thì đây là cái vị trí để mấy chị về coi ha. Đây, giống như vậy khi mà cắt hay là mà cắt gì? Cầm để cực dọc ha, mà cứ cái cực dọc thì mình sẽ có được hai cái lá van. Cái lá này lá là lá gì, lá trước hay lá sau? Từ thế này là lá trước ha, từ thế này là lá sau và tại vị trí này mình thấy được là A2 và đây là B2 ha. Thì đây là khắc này vậy. Rồi nếu như đây mặt cắt gì, bốn buồng từng một, tại vì bốn buồng mình có rất nhiều bốn buồng, mình phải nói cụ thể là bốn buồng gì, bốn buồng dưới sườn thế cũng có ha. Thì bốn buồng này thì ở đây thì mình sẽ thấy được ví dụ lá trước, lá sau. Lá sau thì mình chỉ thấy được B1 thôi. Rồi lá trước thì mình thấy được A3, A2 và A1 ha. Thì tùy vào từng mặt cắt và mình sẽ có cái vị trí nó như thế nào. Rồi, đây là mặt cắt gì? Cạnh thức chụp ngang van gì? Ngang van? Cái này thì nếu đúng ra thì nó sẽ ngang cái van hai lá. Cắt ngang van hai lá thì mình mới thấy được những cái lá van như thế này đúng không? Thì đây là cái thấp phải, còn đây là van hai lá, là ở đây mình thấy là lá trước và lá sau. Lá trước mình sẽ thấy là A1 và A3, lá sau là B1 với A3 ha. Thì đó tùy cái vị trí của van. Thì trên siêu tim van hai lá thì mình làm cái gì đây? Thứ nhất là trên 2D, trên 2D là mình nhìn rất là quan trọng. Mình nhìn bệnh nhân coi có một là gì, có hẹp hay không. Trên 2D mình nhìn biết liền đúng không? Khi mình nhìn thấy van hai lá mà nó hẹp thế là nó mở dạng hình đầu thôi ha, hoặc là hai cái lá van nó không chặt vào nhau được ha. Có vôi hóa hay không, thậm chí mình thấy á những cái trường hợp vôi thì có một màu trắng cả ngâm đó ha, dính mép van xa van thì chút nữa mình coi ha. Rồi trên này đó là nhận xét trên 2D, tức là mình nhìn cắt chưa phổ màu chưa làm gì. Trên EMOS thì mình có thể là đo được cái diện tích mở van bằng cách là mình cắt ngang với hai lá rồi mình chay đó, mình dẻ đó ha. Rồi mình đo cái BHT, tức là thời gian cơ thể tập.
Rồi trên doppler thì thường van hay lá thì mình sẽ sử dụng doppler xung, tại vì những cái nào mà doppler liên tục là doppler nó cao, còn doppler xung thì nó thấp. Doppler xung thì mình sẽ coi bệnh nhân có dạng chỉ cái, dạng thất cái hay là có huyết khối. Doppler xung thì mình đo được cái vận tốc và cái chân áp. Thì ở những người mà hẹp van hay lá thì cái vận tốc nó lên rất là cao. Ví dụ van hay lá bình thường cao vào khoảng 1,5 mét trên dây à. Nhưng mà tự nhiên các bạn đo thấy là 2 mét dây thì lúc đó là mình nghi ngờ hẹp van. Cảm với 2D mình thấy nó không mở được hết ha. Rồi trên 2D mình nhận xét được giãn dị, giãn thất hoặc là có huyết khối nữa ha. Đó là những cái mà mình gọi là. Thí dụ như trường hợp này, trường hợp này mặc cái gì đây? Cảm thấy mình thì đây là cái lá sau và đây là lá trước. Cái vòng ba mình có đây là gì? Mình gọi chỗ này đó là sao ba. Nhưng mà sao? Ôi hồi điện thoại mình coi sao ba cái hình gì đó không? Ví dụ như qua ba hay lá chỗ này, mấy bạn thấy nghe nói là mình cắt qua ba hay lá ở cái này mà cắt này để mình đo gì? Đo nhé, đúng không? Mình cắt này là mình đo nhé. Khi đo ép thì mình qua cái vách liên thất và thành sao, và cái thứ hai là nó qua luôn là van hai lá. Và khi cắt qua van hai lá thì mình sẽ thấy đây, trong thì tâm thu và trong thì tâm trương ha, van hai lá nó mở đây và nó đóng đây ha. Nó hình dạng mấy bạn thấy hình dạng giống chữ gì, chữ M mà đúng không? Lá trước của van hai lá là giống chữ M, lá sau là thành dạng giống chữ W. Thôi mình sẽ coi ha, thì nó sẽ có hai sóng là ơ và A. Bình thường mình nói ơ trên A tức là ơ F và AC. Ơ trên A, ơ, vậy bây giờ mình sẽ coi ơ là cái gì đây. Lá trước ha, đang mình nói ở trên đây là lá trước, đây là lá sau này. Thì đây chính là lá trước, thì mình coi ơ là gì. Lá vàng trước mở chữ M trong khi tâm trương. Thì đoạn ơ F là thời gian đủ đầy nhanh tâm trương. Tại vì giai đoạn đầu á thì nó là sao, nhị và hai lá nó sẽ mở và nhị nó sẽ thả tự do xuống thất mà nó không có bớt. Thì cái lượng khoảng 70%, và sau đó thì gì, lượng 30% máu còn lại là nhĩ nó sẽ được xuất thất. Thì đoạn thả đó chính là đoạn ơ, và cái đoạn tiếp theo là sự co bóp của nhĩ làm van hai lá mở lại, thì tiếp theo đó là đoạn a ha. Thì đó, thì sau đó nhĩ giãn bắt đầu trước khi hết trái và đóng hoàn toàn ha. Thì ơ trên a và ơ trên a thì bình thường ơ nó sẽ lớn hơn a, tức là cái thời gian đổ đầy tâm trương nó sẽ lớn hơn cái thời gian co bóp của nhĩ. Thì là ơ nhỏ nghe, còn đối với bệnh nhân ví dụ ơ nhỏ nghe thì mình thường có kết luận là gì, rối loạn chức năng tâm trương cấp trái. Thì rối loạn chức năng tâm trương cấp trái thì nó còn nhiều cái nữa chứ không phải có một cái, nhưng mà thường mình sẽ sử dụng cái tiêu chuẩn đó trên lâm sàng. Còn ví dụ để nghiên cứu rối loạn chức năng tâm trương cấp trái trong đề tài nghiên cứu là mình còn nhiều chỉ số nữa, còn trên lâm sàng thì mình sẽ dựa vào ơ trên nghe, hiện tại mình cũng không có thời gian đo ha. Thì do đó khi mấy bạn biết rồi, bây giờ mình sẽ nói về lá sao. Lá sao tức là cái lá dưới này nha. Lá sao là hai lá có biên độ vận động nhỏ hơn, và vận động của nó là có hình chữ W, nó ngược lại vậy đó, giống như hình ảnh sơn gương vậy đó ha, nó ngược lại. Thì lá sao cái chữ B M V nha. Rồi tiếp theo ba hai lá mình sẽ đo vận tốc. Vận tốc đây là ơ trên A, thì các bạn nhìn thấy hoài thực tập thì mình thấy đúng không? Rồi thứ hai là vận tốc, thì các bạn sẽ đưa cái doppler xung tại cái vị trí vòng van này. Và khi đó tại vòng van là phổ doppler thì mình sẽ có được sóng ơ với sóng A thôi nha. Đây, ví dụ A, sóng ơ với A, chỗ này là ơ lớn A ha. Còn chỗ này là có loạn chức năng tâm trương đúng không? Ơ nhỏ hơn A. Thì chỗ này thì thường mình dùng em mình vẽ ha. Vô VD mình vẽ cái thì nó sẽ ra tất cả các vận tốc và chân áp. Vận tốc qua van hai lá là nhiều, ví dụ này là 0.65 mét trên dây. Chân áp qua van hai lá đây ha, là bao nhiêu mm trên ngân ha. Thì đó, thì ví dụ 0.65 đối với hai lá là bình thường không, ví dụ cái nào mà 1.5 hoặc không nhớ lên là 1.5 mm có hẹp. Còn ví dụ qua van hai lá này bình thường, những cái doppler nhỏ mình vẽ. Rồi diện tích, bây giờ mình sẽ đi vào bệnh lý của van hai lá. Hẹp van hai lá, diện tích van hai lá bình thường là 4-6. Chúng ta gọi là khi mà nó nhỏ hơn 2 thì chúng ta mới gọi là hẹp. Còn thí dụ bình thường mấy bạn vào đo 3-3.2 cũng không gọi, chưa gọi là hẹp đâu nha. Rồi và dưới 1 cm vuông thì mình gọi là hẹp khít ha.
nhưng mà mấy bạn chỉ cần nhớ là dưới 2 mới được gọi là hẹp. À, thì để phân độ mức độ nặng nhẹ thì mình có hẹp nhẹ, hẹp trung bình và hẹp kết. Thì ví dụ như trên áp trung bình qua van hai lá các bạn coi được không? Gây min đúng không? Áp lực động mạch phổi các bạn coi được không? Được. Diện tích lỗ van hai lá mình xay ra hoặc là dùng BHT hai cái. Thì mấy bạn cứ so sánh, ví dụ như ví dụ hẹp trung bình đi thì cái diện tích lỗ van từ 1 đến 1.5, áp lực động mạch phổi từ 30 đến 50, và trên áp trung bình lỗ van là từ 5 đến 10 em. Thì giờ đó mình sẽ có những cái để mình coi ha. Thì mấy bạn chỉ cần căn cứ vào cái bảng này, mấy bạn đo ra ba cái rồi mình sẽ căn cứ vào đó thôi ha. Rồi trong cái hẹp van hai lá thì máu nó sẽ ứ ở đâu? Nó ứ nhĩ. Thì khi mà máu nó ứ nhĩ thì nó có nguy cơ tạo ra những huyết khối ha, để tạo ra những huyết khối. Thì do đó huyết khối ở nhĩ trái, do đó thứ hai là nó sẽ gây tăng áp phổi. Do đó trong hẹp van hai lá mắt cũng các bạn phải coi, ngoài van hai lá các bạn sẽ coi nhìn coi có huyết khối ở vùng nhĩ hay không, và cái thứ hai là coi bệnh nhân có tăng áp động mạch phổi hay không ha. Hai cái đó là và trên van hai lá trên 2D mấy bạn sẽ nhìn thấy như thế này, nó hẹp đúng không, nó vẫn mở được nhưng mà mình gọi là hẹp rồi ha, chứ không phải là hẹp khít là hai cái lá van nó khít lại nhau mình mới nói là hẹp rồi. Thì chúng ta thấy van hai lá trên 2D là có dạng thành đầu gối ha, mấy bạn thấy nó nhô lên đây đúng không, là dạng thành đầu gối ha. Trong những người hẹp van hai lá đây, thành đầu gối hay là thành đầu gối. Rồi cái thứ hai, ví dụ đây mình thấy đây là cục huyết khối, huyết khối bụng tim gắn vào nhĩ ha. Rồi cái tiếp theo giai đoạn này thì vận tốc mấy bạn thấy bình thường là việc vận tốc van hai lá chỉ từ 0.6 cho đến 1.3 thôi, trên 1.5 trên khoảng trên 1.5 là mình cần mình nghi ngờ hẹp, tại vì hẹp thì máu qua cái dòng của van hai lá nó sẽ tăng lên và lúc đó thì mình sẽ nghi ngờ nó hẹp ha. Và mặt cắt tốt nhất để khảo sát hẹp van hai lá chính là mặt cắt 4 buồng từ 1 ha. Rồi đây là một số thông tin để cái những cái lá van cao nhất là cái van động mạch chủ là 1, trung bình là 1.35 m/s, thì nó có thể tối đa là 1.7 ha. Vì đó khi mà động mạch chủ khoảng bắt đầu trên cỡ 2 chẳng hạn, 1.8, 1.9 hoặc là 2 thì lúc đó mình sẽ nghi ngờ bệnh nhân hẹp chủ ha. Còn ví dụ như cao nhất là chủ, cái đó là gì? Van hai lá đúng không? Cái lá van hai lá, cái đó là động mạch phổi và van ba lá là cái vận tốc thấp nhất ha. Thì đôi khi nó sẽ có xung quanh bốn con số này. Hẹp van hai lá thì chúng ta sẽ dùng cái tốc liên tục độ trên áp của van hai lá bay. Thì đó mình thấy đây, bình thường ơi trên em, mấy bạn thấy hình chữ M đúng không nè, ở dưới là lá sao là hình chữ W. Nhưng mà khi bệnh nhân hẹp van hai lá, mấy bạn sẽ thấy dạng hình cao nguyên ơi, nó không có mở giống gì nữa, mà chúng ta sẽ thấy là gì, mất chữ M và thay vì bằng dạng cao nguyên từ trên nó đổ giống xuống ha. Thì đó, lá sau song song với lá trước. Khi mấy bạn cắt hẹp ngày ba hai lá, mấy bạn sẽ cắt em mót qua và mấy bạn đưa thấy hình ảnh gì là đảm bảo không ai cử mấy bạn là bệnh nhân không có hẹp ba hai lá hết. Thì rõ ràng đây, đây là chủ rồi ha. Đây mấy bạn thấy đây, khi mà cắt qua hai lá nó hẹp nè, mấy bạn thấy là hai cái đường là trên lá trước với lá sau nó là sao, chỗ này nó sáng tại vì chẳng là lá sau nó bị bôi ha. Thấy hai cái lá trước với lá sau nó song song với nhau không nha, dạng cao nguyên nha. Khi mấy bạn cắt vào, mấy bạn lấy được cái hình này thì đảm bảo là người ta sẽ nói là hay chắc ăn lại van hai lá. Nếu khi mình vẽ thì khi người ta không tin tại vì chủ quan cho mình không, còn như qua hình này thì ok nha. Còn cái bình thường thì mình rõ ràng mình thấy dạng chữ M mà chỉ được nhiều ha, nè thấy không, cắt qua nè ha, đâu mở lên ha, mở nè song song, chắc lẽ chỗ này nó phải mở đúng không, bây giờ nó đâu có mở gì. Rồi chỗ này mình sẽ đo BHT, ví dụ mình qua phổ cái thường hẹp thì nó sẽ vận tốc nó sẽ tăng, thì do đó mình thường mình sẽ đo bằng cái double liên tục, và khi double liên tục mình phổ đây thì chúng ta đây đỉnh sóng ngơ và hẹp, thì khi cái đỉnh sóng ngơ mấy bạn đo bằng BHT một cái đường kéo cùng với sóng A thì do đó nó sẽ tự ra cho mình luôn cái diện tích mở van là bao nhiêu nha. Không thấy gì cái phần ha, nhưng mà đo BHT mình sẽ kéo trọng
nè, đo diện tích mỡ van hay lá mình HT. Tại vì trong cái tiêu chuẩn đó, mình đo diện tích mỡ thì mình mới biết được nó mỡ hay nó hẹp mức độ nào ha. Rồi cách thứ hai là mình xay nó, mình cắt qua cái van hay lá rồi sau đó mình xay. Mấy bạn xay thì xay bị mặt trong nha, mặt trong mình xay gì thì mình vẽ, khi mà mình vẽ gì ví dụ nó ra 1.48 ha thì mình biết hẹp trung bình. À, nhưng mà mình còn phải kết hợp với trên áp và cái vận tốc và van hay lá nữa thì mình mới kết luận được. Còn cái chỗ này thì mấy bạn đo ít nhất 3 lần, cắt 3 lần và đo 3 lần, sau đó mình kết hợp với mình đo bị HT cái nữa rồi sau đó mình mới lấy cái trung bình ha. Tại vì nó chủ quan lắm. À, ví dụ mấy bạn cắt cái hoặc mấy bạn chỉnh tay cái là mấy bạn thấy khác rồi ha. Thì do đó mình xoay 3 lần cộng với đo bị HT rồi sau đó mình sẽ lấy trung bình, rồi mình phải đo vận tốc với trên áp để mình ra quyết định cuối cùng là bệnh nhân mức độ nào. Thì đây, cái này là xay thôi ha. Nè, van hay lá như sao? Nè, cái vòng van á thì mình đo cái vòng van bằng cách như thế này. Từ đây, cái góc của van hay lá bên đây với cái góc của lá trước, cái góc lá sau, các bạn kẻ một cái đường van. Thì đây chính là cái đo cái đường kính của vòng van hay lá ha. Và khi đo đường kính van hay lá thì chúng ta đo từ đây ngang đây là đường kính vòng van, thấy không? Còn chỗ này là mình xay thôi. Xoay đó nè, khi đo đường kính bằng van. Rồi nguyên nhân thở van hay lá thì nhiều nguyên nhân, coi nguyên nhân nào dẫn đến cơ chế thở van hay lá. Rồi bây giờ mình sẽ trong thở van hay lá thì mình sẽ kết luận một là cơ chế thở van. Còn nếu mà mấy bạn không phát hiện được cơ chế hở sao thì mấy bạn không kết luận được khi hở hay lá mấy mấy kết luận nha. Tương đương mức độ hở. Và thứ ba là áp lực của mật phổi và hình thái. Thì đây cơ chế hở van hay lá thì chúng ta thường có ba tiếp: tiếp một, tiếp hai và tiếp ba. Tiếp một là van hay lá vận động bình thường, tiếp hai là sao van và tiếp thứ ba là vận động của lá van hạn chế. Thì đây, đây tổn thương gì mà mô tả, ví dụ như xa van thì bờ tự do của một hay hai lá van vượt quá mặt phẳng vòng van. Vượt quá mặt phẳng vòng van là sao? Ví dụ như thế này, đây đây là cái vòng van nãy mới là vòng van đúng không, kẻ từng vòng van thì đây là lá sau, đây là lá trước. Ví dụ như cái chỗ này nè, cái lá sau của nó vượt quá nhưng mà vượt mà nó sai vào vị trái đúng không, thì đây là mình gọi là xa van đúng không, nó xa, nó qua mặt phẳng vòng van rồi. Còn cái hình thứ hai, đây là xa hai lá luôn nè, còn đây chỉ xa xa lá sau thôi đúng không, xa lá sau, đây là xa hai lá. Còn ở chỗ này mình gọi là trôi van. Trôi van là sao? Trôi van tức là lá van thông đồng chặt vào nhau, đầu lá van hướng vào vị trái đây, hướng về vị trái này ha, đầu đầu lá van này nó hướng về vị trái. Còn những trường hợp này là xa van ha. Rồi thì sau khi mấy bạn tiếp hai là cái tiếp của sa van như vậy thì có thể là đứt giãn dây chằng hoặc cột cơ. Ví dụ ở những bệnh nhân suy tim mà vậy, suy tim á, những bệnh nhân lớn thấp trái thì nó thường nó sẽ có giãn dây chằng, thì do đó thường nó bị sa van. Thì sa van nó là tiếp hai. Thì trong cái tiếp hai thì mấy bạn có tiếp 2A, 2B, 2C và 2D. Thì trong cái tiếp phân độ theo Carpentier nè thì mình tiếp 2A là do giãn dây chằng. Thì đối với những bệnh nhân ví dụ như lớn thấp trái thì mình biết nghĩ đó là dễ giãn dây chằng thì do đó mình phân tiếp 2A. Còn nước dây chằng thì mấy bạn không chắc cũng khó thấy, dây chằng khó thấy mình thấy cột cơ được mà dây chằng ở đây. Tiếp 2C là thiếu máu cột cơ hoặc sẹo, thì những cái trường hợp này ví dụ có nhồi máu cơ tim cũ thì mình coi. Còn tiếp 2D là do đứt cột cơ thì mình thấy ha, thì ví dụ có mình cắt một cột cơ để mình coi ha. Do đó cái tiếp mà thường gặp nhất là tiếp 2A. Tiếp 2A 2 ha, những cái gì ha. Rồi tiếp 2A2, ví dụ như hở van hay lá, chỗ này là lá trước thì là 2A2 ha. Thì mình kết luận tới mấy bạn kia thường thấy là cái quần là hở van hay lá tiếp 2A2, thì tiếp 2A là lại và tại vị trí của lá trước là A2 ha. Rồi vòng van đã nói rồi ha. Định lượng mức độ hở thì phục tới đây ha. Maximum thượng đáy là 44 một ngày 3, 4, 2, 4, 1, 4 ha, vậy thôi. Rồi và khi hở van hay lá thì đây là phần lượng này là khoảng nhiêu, là khoảng tái rồi, khoảng ví dụ giữa 3/4 với 4/4
Còn thí dụ mình có cái thí dụ họ chưa đến đây nhưng mà qua đây thì cái này là 3.5 chẳng hạn, hoặc là 2.5, nói chung cũng định lượng tùy ha, tùy cái người siêu âm ha. Rồi thì đây là mức độ, thí dụ họ chỗ này mình nói là ở khoảng 2 lá 3 tư chẳng hạn. Còn thế này, ví dụ như này dùng tương đương tới đáy luôn đúng không, thì 4/4 không. Rồi nè mấy bạn thấy không, nếu mà nó không có hẹp thì nó mở rất là ok nha, bình thường. Rồi đây chỗ này thấy này nó xa qua đâu ha, cắt qua đây thì cái chỗ này đó nó trùng xuống ha, thì đó là xa qua xa lá lá trước mình ha. Rồi này là ở nhiêu 4/4 ha, này mấy bạn thấy rồi, hẹp ở qua hẹp. Một bệnh nhân có thể là vừa hẹp vừa hở được ha, vì hẹp tức là hẹp nó mở thông hết, còn hở đó chính là động cung kính ha. Đó thì do đó thì vừa hẹp vừa hở, và những cái hẹp thì thường mình sẽ đo bằng cái lớp lên liên tục để cho mình lấy hết cái phổi của nó luôn ha. Rồi thì mình sẽ đo cái tăng áp phổi, thì khi mà bệnh nhân tăng áp phổi thì bệnh nhân phải có cái dòng thở của van ba lá mình mới đo được áp lực động mạch phổi, hoặc bệnh nhân có hở động mạch phổi thì mình mới đo được động mạch phổi, còn cái khác thì mình không cần. Thì khi hở gì thì mình đặt cái đớp lên liên tục tại cái vị trí của van hai lá, cái dòng thở này thì mình sẽ ra được cái phổi như thế này, giống như phổi chủ với phổi động mạch phổi. Giờ mình sẽ đo cái này là bao nhiêu ha, rồi sau đó mình sẽ cộng, ví dụ từ đây đến đây là ví dụ 20 mm chẳng hạn, rồi mình sẽ cộng 5, 10 hoặc 10 ha. Thường ví dụ như ví dụ hở từ 2/4 trở lên thì mình sẽ cộng, hở khoảng 3/4 mình sẽ cộng 10, hoặc là bệnh nhân có biến chứng giãn giãn gì phải chứ không thì mình sẽ cộng 10, còn hở maximum mà giãn gì phải luôn cộng 15 ha. Thì đó luôn hở van hai lá, và mấy bạn nhớ đây là hở chút xíu vậy là hở micro hoặc là hở van hai lá, thì một hở 1/4 van hai lá như thế này đó là hở sinh lý bình thường. Do đó trong cái câu mô tả, nếu mà mấy bạn không mô tả là chúng ta nói với bạn cắt không được, cắt thiếu, cắt không ra. Do đó trong phần mô tả mình sẽ mô tả là hở van hai lá 1/4, nhưng trong phần kết luận mình không kết luận, hoặc là tại vì sau đó là hở sinh lý thôi. Nếu mà một bệnh nhân bình thường không có yếu tố nguy cơ gì, van hai lá bình thường hết mà hở 1/4 đó là sinh lý ha, tại vì 5-10 năm sau thì có thể phát triển lên, còn bây giờ là hở sinh lý. Do đó trong phần mô tả mình ghi, nhưng mà trong phần kết luận, một là mấy bạn không kết luận, hai là mấy bạn sẽ kết luận là hở hai lá 1/4 không đáng kể, tại vì bệnh nhân sẽ đem cái kết quả đó đi gặp bác sĩ, rồi gặp một bác sĩ nào nhiều khi người ta điều trị ta nói hở bên tim ta điều trị cho uống thuốc hoài, nhiều khi đó là cái chiêu của bác sĩ đúng không, thì do cái vô tình mình tiếp tay ha. Thì đó mấy bạn có thể ghi là hở hai lá 1/4 không đáng kể, là tự động bệnh nhân biết hở này là không đáng kể, hoặc mình cắt cho bệnh nhân biết ha. Rồi hết dễ không? Không có gì thôi nha, đâu có gì đâu, đó là hẹp với hở van thôi, hẹp hở van xa van của cái vấn đề gì. Ủa hôm trước có gửi cái mail tôi chưa? Em có gửi một tin nhắn dạ người lưu quá. Ừ có rồi, được rồi, để nữ gửi 2 bài luôn ha. Rồi.